Liêu trai thí dị, người hóa hổ. Hướng Cào, tên chữ là Sơn Đán, người Thái Nguyên. Cào đối với anh là Thạnh hết sức kính ái. Thạnh mới giàn díu với một ca kỹ tên là Ba Tư. Hai bên đã cắt máu ăn thể, xong vì cha mẹ cô gái đòi sính lễ quá nặng nên lời ước nguyện không thành. Bà mẹ muốn rút ra khỏi sổ làng ca kỹ để hoàn lương, trước hãy còn lo cho Ba Tư đã. Có công tử Trang vốn thích Ba Tư, đòi mua làm thiếp. Ba Tư mới nói với mẹ: những ước mong cùng thoát nơi nước lửa khác nào muốn ra khỏi địa ngục lên cõi thiên đường. Nếu lại đâm đầu làm thiếp người ta thì khác gì như trước. Vì mẹ thuận theo chí con thì cậu hướng là được. Mẹ bạc lòng ngỏ ý với Thạnh. Vừa qua Thạnh có tang vẫn chưa lấy vợ, cho nên được tin ấy mừng lắm, liền dốc hết của cải cưới Ba Tư. Công tử Trang tức giận Thạnh dám cả gan tranh gái yêu của mình, nhân dịp gặp nhau trên đường liền lớn tiếng nhục mạ Thạnh. Thạnh mới không chịu, Trang mới thét người hầu vác gậy đập chết, phơi thây ra đấy rồi bỏ đi. Cảo nghe tin chạy ra thì anh đã chết. Cảo mới đau thương vẫn uất khôn xiết, làm đơn kiện lên quận. Trang hối lộ khắp nơi khắp chốn, cho nên việc cứ như đáng bùn sang ao. Cảo cứ ôm nỗi phẫn uất trong lòng, không sao tố giác phơi bày ra được. Nghĩ duy trì có cách đón đường đi mà giết kẻ thù. Từ đó hàng ngày cứ thủ dao nhọn phục ở bụi rậm trên đường núi. Lâu lâu việc tiết lộ, Trang biết âm mưu ấy, cho nên hễ đi đâu là có phòng bị nghiêm ngặt. Hắn nghe tin ở Phần Châu có tên là Tiêu Đồng, đã gan dạ lại có tài thiện xạ, liền bỏ nhiều vàng ra đón về làm vệ sĩ. Cảo không sao thi hành được kế của mình, nhưng vẫn hàng ngày dình đón, may ra có dịp nào chăng. Một hôm Cảo phục trong bụi, bỗng mưa lớn trút xuống, trên dưới ướt dầm, rét run không chịu nổi. Rồi gió táp bốn bể dữ dội, băng tuyết tiếp đến, thân thể bỗng nhiên đau đớn tê dại. Trên đỉnh núi có một ngôi đền thờ sơn thần, Hướng Cảo gắng gượng bỏ lên. Vào được đến miếu thì vị đạo sĩ quen biết vẫn còn ở đó. Nguyên trước đây đạo sĩ thường hay hành khất qua thôn, Cảo thường cho ăn vì thế quen biết. Thấy quần áo Cảo ướt sũng, ông lấy áo vải bố trao cho, bảo thay cho đỡ rét. Cảo thay xong tự nhiên thấy buộc phải ngồi chồm hổm như con chó. Nhìn lại mình thì lông lá đã mọc, rõ ràng hóa thành con hổ. Còn đạo sĩ thì biến đâu mất. Cảo vừa ái vừa giận, nhưng lại nghĩ: chuyến này ta đã hóa hổ mà vô được kẻ thù xé thịt mà ăn, như thế thì kế đạt lắm rồi. Cảo bò xuống đến nơi phục cũ, thấy thi thể mình nằm trong bụi rậm. Lúc ấy mới biết mình đã chết, xong chỉ sợ diêu quạ gì ở xác nên cứ loanh quanh đấy trông coi. Ngày hôm sau như trời xui đất khiến vậy, Trang đi qua đó, hổ vụt ra tát hắn lộn từ trên ngựa xuống đất, ngoạm đứt đầu mà ăn. Tiêu Đồng quay trở lại bắn trúng bụng hổ rồi sảy chân cũng chết. Xác Cào ở trong bụi rậm mơ màng như vừa tỉnh mộng, phải qua một đêm mới đứng lên được, thất thiểu đi bộ về nhà. Người nhà thấy Cào mấy đêm liền biệt tâm đã ngờ và sợ, nay thấy về đều mừng vã hỏi thăm. Cào chỉ nằm ngơ ngơ ngác ngác mà chưa thể nói gì được. Lát sau có tin Trang bị hổ vồ, mọi người tranh nhau đến giường báo tin mừng. Lúc đó Cảo mới nói: hổ là ta đó. Bèn thuật lại đầu đuôi chuyện lạ, do đó mà tin ấy lan truyền ra. Còn tên Trang đau đớn vì bố chết thảm thương, nghe chuyện càng sinh hẳn, liền đầu đơn kiện Cảo. Quan thấy chuyện ấy quái đản, lại không có căn cứ, cho nên không xét đến.